Xin chào các bạn. Theo các bạn, nguyên nhân chính dẫn đến thấp còi của trẻ là gì? Thứ nhất, biếng ăn. Thứ nhì, do gen di truyền. Nhưng theo mình tìm hiểu thì con có thể thiếu một số dưỡng chất giúp cơ thể của con cao lớn đấy ạ. Bé nhà mình so với các bạn cùng tuổi thì thấp còi hơn nhiều, lại còn biếng ăn không ai bằng nữa chứ. Chính vì thế mình toàn phải tìm các sản phẩm bổ sung đạm lành mạnh, vừa giàu vitamin và khoáng chất để con cao lớn khỏe mạnh mà tốt cho tiêu hóa. Rồi mình tìm thấy sữa Nubeton Protein. Sữa này có hương vị vanilla rất thơm ngon, thành phần từ hạt đậu Hà Lan và gạo lứt Cassi chiết xuất từ tảo biển Ireland, men vi sinh, các vitamin omega 3, 6, 9, kẽm và các chất khác nữa giúp con bổ sung năng lượng, hỗ trợ tăng chiều cao, xương phát triển chắc khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng tốt, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phát triển trí não và thị lực cho con một cách toàn diện. Qua một thời gian bạn ấy đã có sự biến chuyển hơn một chút rồi đấy ạ. Làm mẹ thì khi nào cũng phải theo sát con các mẹ nhỉ. Con phát triển một chút là mẹ vui mừng vì sự cố gắng của mẹ đã có kết quả. Loại sữa này thì mỗi một ngày uống một muỗng nha các mẹ ơi. Pha với 170 hoặc 230 ml nước, hoặc có thể pha với sữa sinh tố hoặc đồ uống bất kỳ. Nhớ là trộn đều cho con thưởng thức nha. Nếu con không uống hết, bạn có thể bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và bảo quản trong 24 tiếng nha. Chúc các mẹ lựa chọn được những sản phẩm phù hợp cho con. Mẹ ơi, sản phẩm này có bán trên TikTok Shop rồi đấy. Các mẹ nào quan tâm đến sản phẩm thì kích vào giỏ hàng của mình nha.